Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 49 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc giải tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 49 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ, Hùng Bi lập tức cõng Diệp Húc phóng lên cao, lao thẳng đi trên mặt biển, đi tìm kiếm núi lửa ở khắp nơi. Sau khi bọn họ rời đi, đám người Lý Tú Anh cũng mới lộ ra thân mình, mỗi người sắc mặt đều cổ quái. Diệp Húc cố lắm mới vào được Hạo Nguyệt Kỳ, cưỡng ép chấn áp mười mấy tên cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ, 11 tên cường giả Đan Đỉnh Kỳ, thậm chí ba gã trùm Huyễn Đan Kỳ. Cái loại bản lĩnh này, dù là Lý Tú Anh cũng chưa nghe qua bao giờ. Ngọc Xanh Quận Chúa và Vũ Văn Hạo đứng ở xa xa cũng nghẹn họng mà nhìn chân chối. Sau một lúc lâu không nói gì cả. Tấm Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ này uy lực so với ban đầu lớn hơn không biết bao nhiêu lần rồi, hơn cả vu bảo cấp chấn giáo bình thường. Hề, xem ra trong hải ngoại tiên các Diệp Sư Thúc được một món lớn rồi, Vũ Văn Hạo lẩm bẩm mà nói. Còn Lý Tu Anh thì khẽ nhíu mày. Diệp Sư Thúc quá ỷ vào vu bảo, ngược lại bỏ qua tu vi tiến cảnh của bản thân mình. Cái này chỉ e rằng không phải là chuyện tốt gì cả. Tù vi với vu sĩ có tác dụng rất lớn, còn hơn cả vu báo. Hắn có vẻ bỏ chính lấy phụ. Ngọc Xanh Quận Chúa và Vũ Văn Hạo đều gật đầu. Bọn họ cũng phát hiện dường như Diệp Húc đi lên cực đoan, một mực theo đuổi uy lực của vu bảo, đem tu vi bản tự thân đặt ở cuối cùng. Giờ phút này, tuy hắn oai phong tám hướng, chấn áp trên dưới 100 tên cao thủ, nhưng quả thật có vẻ bỏ chính lấy phụ. Tu vi vu sĩ để thăng không những phát huy ra uy lực của vu bảo lớn hơn, nâng cao thực lực và tầm mắt của bản thân, lại còn có thể sống lâu hơn, rất là có lợi. Hắn là sư thúc thánh tôn ta, địa vị cao thượng, chúng ta khuyên hắn phòng trừng hắn sẽ không nghe theo đâu. Lý Tu Anh lắc lắc đầu nói, bọn họ cũng không đi theo Diệp Húc, dù sao mục đích lần này bọn họ tới hải ngoại tiên các là để mua tài liệu, có chuyện của riêng mình. Không qua bao lâu, Hùng Bi liền tìm được một hòn đảo. Trên đảo có 6-7 ngọn núi, từ xa nhìn lại giống như những ống khói trên biển rộng vậy, thổi ra khói đặc cuồn cuộn. Đây chính là núi lửa. Hùng Bi hạ xuống trên đỉnh một ngọn núi lửa, cung kính mà nói, Diệp lão gia, đã tìm được núi lửa rồi. Diệp Húc mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngọn núi lửa hình chùy này phía dưới là vực sâu vài trăm thước, có thể nhìn đến một dòng dung nham đang gào thét bên trong, trên mặt liệt hỏa hừng hực đỏ bừng một mảng. Ở xa xa liền có một luồng sóng nhiệt đánh tới, cực nóng nướng người. Cõng ta đi xuống đi, Diệp Húc trầm giọng nói. Hùng Bi cõng hắn xuống bên trong núi lửa, chỉ thấy nhiệt độ ở bốn phía càng lúc càng cao, dù là nó cũng khó có thể ngăn cản được. Nó vừa mới hạ xuống trong núi lửa, lập tức ngửi thấy mùi khét của da lông bị đốt, vội vàng bỏ lại Diệp Húc, tự mình chui vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Diệp Húc cũng không để ý, quan sát bốn phía, chỉ thấy trong bụng núi lửa nhiệt độ cực cao, ngay cả vách núi cũng bị nung đỏ bừng một như một bàn ủi vậy. Dung nham cuồn cuộn nổi lên từng đợt gợn lửa bay cao đến mấy chục thước, đột nhiên nổ tung rồi tiếng nổ trầm mà kinh người. Một nơi thật tốt, địa hỏa ở nơi đây nóng như thế, thích hợp để ta luyện hóa tất cả những người này. Hắn khẽ động tâm niệm, mặt trăng màu vàng trên đỉnh đầu từ từ dâng lên, mang theo Viêm Dương Hổ Lô cùng dừng ở phía trên dòng sông dung nham. Miệng hổ lô mở ra, từng đợt sóng lửa lập tức chen nhau chui vào trong hồ lô. Trong chớp mắt có trên dưới 100 đợt sóng lửa bị hắn thu vào. Nơi nào Viêm Dương Hồ Lô đi qua, dòng sông dung nham liền cô đọng lại, địa hỏa đều bay lên, bị hắn lấy chân nguyên thu vào trong hồ lô. Dòng sông dung nham này không biết dài bao nhiêu, liên tục 7 ngọn núi lửa lại thông xuống đáy biển. Diệp Húc dọc theo dòng sông bay lại phía trước, không ngừng thu địa hỏa, khó khăn lắm bay ra mấy trăm dặm. Địa hỏa trong Viêm Dương Hồ Lô ngưng tụ đến cực điểm, nhiệt độ đã vượt qua thái dương chân hỏa của hắn, thậm chí cả Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đều có xu thế bị đốt chảy ra. Hắn vội vàng dừng lại, tâm niệm khẽ động,
thả người, thả những người bị nhốt trong trận đồ ra, thu hồi trận đồ và những bảo vật chấn áp bọn họ, rồi lập tức tiến khởi quy linh phục ma đại trận, lại phong ấn những người này lại. Thái Dương Chân Hóa nung khô. Lúc này hắn ung dung hơn rất nhiều. Tinh đấu trận đồ rơi vào trong mi tâm của hắn, hóa thành một con mắt dựng thẳng. Ánh mắt mở ra, lập tức hội tụ chu thiên tinh lực, ngưng tụ Thái Dương Chân Hỏa, hừng hực thiêu đốt xung quanh Viêm Dương Hổ Lô. Bên trong Viêm Dương Hổ Lô có địa hỏa nung, bên ngoài thì có Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa. Trong ngoài kết hợp, lập tức trong hổ lô truyền đến tiếng nổ nặng nề, làm cho hổ lô rung lên dữ dội. Cũng là đám người Lý Côn bắt đầu liều mạng, không ngừng mà đánh vào vỏ hổ lô, định phá vỡ quả hổ lô này. Còn có người đang công kích Quy Linh Phục Ma đại trận, định phá trận mà ra. Viêm Dương Hổ Lô chấn động không ngừng, Diệp Húc không hề để ý, thi triển Kiều Đỉnh Vạn Pháp Yếu Quyết, tế ra Kiều Đỉnh, chấn áp Quy Linh Phục Ma đại trận. Viêm Dương Hổ Lô, ngay cả Viêm Dương Lôi Hỏa, bảy con hỏa giao long phun ra không biết bao nhiêu năm tháng, đều có thể hấp thu được. Lấy năng lực của những người này, còn không thể đánh vỡ quả hổ lô này được. Ta lấy địa hỏa và Thái Dương Chân Hỏa nung luyện hóa đám cao thủ này, những gì đã làm quả thật có chút giống với tên ma đầu vậy. Nhưng những kẻ đó vì cướp bảo vật của ta, hiện giờ chết trong tay của ta, cũng là báo ứng mà thôi. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, lập tức cười khổ mà nói: nhớ ngày đó khi ta vừa mới rời khỏi Liễu Châu, thanh thuần ra làm sao, hiện giờ lại trở thành ma đầu giết người không chớp mắt như vậy. Đây là cuộc sống bức bách ta mà. Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ ngưng tụ Thái Dương Chân Hỏa càng ngày càng nhiều, dần dần có xu thế ép địa hỏa nung hổ lô như bàn ủi sắp tan chảy ra. Đột nhiên trong hổ lô truyền đến tiếng hét thảm, lại có người rứt cuộc không chịu nổi hai tầng lửa luyện hóa mà mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó, tên vu sĩ thứ hai cũng bị luyện hóa, đột tử trong hổ lô. Trong hổ lô liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đám người Lý Côn công kích càng lúc càng mạnh, Diệp Húc cũng làm ngơ, nhắm mắt mà ngưng thần. Vẫn luyện hóa hai ngày hai đêm, động tĩnh trong hổ lô càng ngày càng ít. Lại qua 4-5 ngày, tất cả tiếng vang đều ngừng. Diệp Húc rốt cuộc cũng đứng dậy, tâm niệm khẽ động. Quy Linh Phục Ma đại trận chấn áp miệng hổ lô tự động tiêu tán, hóa thành chân nguyên trở về trong vầng trăng sáng. Vô số mai rùa từ miệng hổ lô bay ra, hóa thành một tấm khiên. Luyện 6-7 ngày mới luyện chết được đám người này, thật không hổ là cao thủ huyễn thai kỳ mà. Cái phần tu vi này thật là kinh người. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sẽ có thể chống đỡ được 4-5 ngày, rồi cũng sẽ bị luyện hóa thành cho bụi mất thôi. Lúc này đây, Viêm Dương Hổ Lô cực kỳ nặng, dường như có vài ngọn núi lớn đặt lên bên trên hổ lô vậy, không thể dễ dàng mà cầm lấy. Đây cũng là vì đám người Lý Côn bị hắn luyện thành cặn bã, ngay cả vũ bảo đan đỉnh của bọn họ cũng bị luyện hết thành thiết thủy ngọc tương, trầm tích ở dưới đáy hổ lô. Bảo vật của những người này bị hắn luyện thành những tài liệu nguyên thủy nhất, nặng kinh người. Phải phân loại cẩn thận, phân tách khoáng vật khác nhau mới có thể sử dụng được. Diệp Phúc phóng thích địa hỏa trong Viêm Dương Hổ Lô đi, tính làm hổ lô trống không, lấy những tài liệu đó ra. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người từ trong miệng hổ lô bay ra, đón gió liền dài, cười ha hả, điềm nhiên mà nói: tiểu tử, người luyện hóa ta thời gian dài như vậy, cũng ăn ta một cái đi. Người này tuổi không lớn, chừng 20, bị Thái Dương Chân Hỏa và địa hỏa đốt cho cháy đen, ngay cả tóc cũng cháy sạch. Nhìn không ra mặt của hắn, quanh thân của hắn thụy khí cực kỳ sinh mãnh, một con sông dài chảy trên đỉnh đầu, một tòa Viêm Thiên Bảo Tháp 7 tầng tọa lạc ở trên đấy, vô pháp biến hóa thành hàng ngàn cánh tay ở quanh thân. Cánh tay vung lên hóa thành từng ảo ảnh, hình dạng như hỏa liên nở rộ, hung hăng đánh lên ngực của Diệp Húc. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, cực lực bùng nổ, lập tức đánh bay Diệp Húc, phịch một tiếng đánh vào trên vách núi ở phía trên dòng sông dung nham, khảm vào thật sâu. Diệp Húc không ngờ bị một kích này của hắn đánh cho nhập vào trong vách đá mấy chục thước, thân thể đau đớn muốn vỡ ra, khóe miệng thì đầy máu. Người này không ngờ lại lợi hại như vậy, ngay cả Thái Dương Chân Hóa và địa hóa cũng không thể luyện hóa được. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần ở trong lòng. Đám cường giả đan đỉnh kỳ Lý Côn đều bị hắn luyện chết, mà người này tu vi chỉ có hỗn nguyên kỳ, thật không ngờ không chết giữ uy năng của Thái Dương Chân Hóa và địa hóa, vẫn khỏe mạnh như trước, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Người nọ đánh lui Diệp Húc, giơ tay chụp tới Viêm Dương Hổ Lô, lại không thể nhấc lên được, không khỏi nao nao. Quả hổ lô này thật là nặng, cũng tốt thôi, giết chết người trước rồi ung dung thu bảo bối trong hổ lô sau vậy. Hắn gào thét mà đến, trực tiếp đánh đụng vào trong vách đá. Hàng ngàn cánh tay vung vẩy, ngàn đóa hỏa liên không ngừng đánh vỡ vách đá, chấn thành bột mịn. Bất chợt hướng Diệp Húc một đòn trọng kích mà đánh tới. Đây là vu pháp gì vậy? Chẳng lẽ người này là đệ tử danh môn chính phái hay sao?
thực lực sao mạnh như vậy được? Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ, tế. Diệp Húc quát lớn một tiếng, con mắt trên mi tâm mở ra. Tinh đấu trận đồ đang định bay ra, chỉ thấy người nọ đã vọt tới trước mặt của hắn. Thiên thủ chớp lên, từng đóa hoa sen khắc lên mi tâm của hắn, lập tức phong ấn con mắt trên mi tâm của hắn. Trận đồ không thể bay ra được. Người vốn dựa vào chẳng qua chỉ là Chu Thiên tinh đấu trận đồ, ta liền phong ấn tấm trận đồ này vậy, xem người trốn thoát khỏi tay ta như thế nào đây. Oanh oanh oanh, ngàn cánh tay của người nọ múa may, vô số liên hoa đỏ chói đánh tay đầu của hắn, đánh cho Diệp Húc lùi sau không ngừng. Trong nháy mắt liền bị người này đánh cho xâm nhập vách đá chừng vài dặm, gần như không có lực trả đòn. Mỗi một trường ấn của hắn là một đóa hoa sen màu đỏ, vũ pháp cực kỳ tinh diệu và lộng lẫy. Người thân là đệ tử tinh cung, thật không ngờ ra tay lại độc ác như vậy, đem 700-800 vũ sĩ tất cả đều luyện hóa. Hôm nay Nhạc Đông Dương ta phải thay trở hành đạo, diệt trừ tiên ma đầu ngươi. Diệp Húc vừa sợ lại vừa giận, người này công kích thật hung mãnh, trong nháy mắt liền khiến hắn bị thương, thậm chí cửu chuyển nguyên công cũng gần như không chịu nổi, bị hắn đánh cho tan tác. Nhạc Đông Dương này rốt cuộc có lai lịch gì đây, là đệ tử môn phái nào đây? Diệp Húc tế khởi Thái Dương tinh phiên trở thành một cái thương lớn, ra sức ngăn cản, cười lạnh mà nói: Nhạc huynh, đừng nói mình thành cao thượng như vậy, ngươi trốn trong hồ lô của ta không phải là muốn cướp bảo vật của ta hay sao? Cái gọi là chính đạo cũng chỉ như vậy, không khác gì ma đầu ta đâu. Hai người giống như hai con mãnh thú hoang dã chém giết trong vách đá, nham thạch cực kỳ cứng rắn, nhưng ở trong tay bọn họ lại giống như đậu phụ vậy, dường như không có chút lực cả nào. Ánh trăng vàng trên đỉnh đầu Diệp Húc chớp lên, không ngừng đánh nát nham thạch xung quanh, mà dòng sông chân nguyên chảy trên đỉnh đầu của Nhạc Đông Dương, nơi nào suối qua nham thạch đều tan ra không thấy nữa. Không xong rồi, ta không thể thế Chu Thiên tinh đấu trận đổ ra, căn bản không ngăn cản được người này. Diệp Húc cầm tinh phiên ở trong tay, thi triển thế võ toàn thân, lại công ít thủ nhiều, căn bản không thể xuất ra chiêu thức, bị Nhạc Đông Dương đánh cho tan rã. Hắn vội vàng khẽ động tâm niệm, Quy Linh Phục Ma đại trận hóa thành một tấm khiên chắn ở trước người. Nhạc Đông Dương huy động ngàn cánh tay, ngàn vạn hỏa liên nện xuống, đánh cho Quy Linh Phục Ma đại trận gần như văng tung tóe, lại đánh bay Diệp Húc. Người này tốc độ công kích cực nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, không cho Diệp Húc bất kỳ cơ hội thở dốc nào cả. Kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ hai ta chưa tu luyện, chỉ dựa vào nguyên công tầng thứ 9, không phải là đối thủ của người này. Nếu để hắn đánh tiếp, sớm muộn gì nguyên công cũng sụp thôi. Một khi đã như vậy, vậy lợi dụng vu pháp đối với vu pháp vậy, xem vu pháp của hắn lợi hại hay là kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta mạnh hơn đây. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Húc kinh ngạc khi trong tay đối thủ ở cảnh giới không phải đặc biệt là xa, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, đồng thời cũng cảnh giác lên. Một mực dựa vào uy năng của vu bảo để mà chấn chết đối thủ, chỉ sợ không phải là chính đạo. Nếu chẳng may gặp được vu bảo của đối phương mạnh hơn cả Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ của ta, cái này chẳng phải nghĩa là ta chỉ còn đường chết thôi sao? Không chỉ như thế, nếu gặp được quái thai như Đạc Đông Dương đánh nén phong ấn Chu Thiên tinh đấu trận đồ của ta, chẳng lẽ chỉ có thể khoanh tay chịu chết thôi sao? Tu vi cảnh giới của Nhạc Đông Dương tuy rằng cao hơn hắn 10 cảnh giới nhỏ, nhưng Diệp Húc từ trước tới nay luôn lấy yếu thắng mạnh, đại sát tứ phương. Lấy tu vi chân nguyên kỳ liền có thể ứng chiến cao thủ hạo nguyệt kỳ, hỗn nguyên kỳ, thậm chí cường giả đan đỉnh kỳ cũng có hơn 10 người chết trong tay của hắn. Chuyến đi hải ngoại tiên các lần này, dù là cường giả huyễn đan kỳ cũng bị hắn luyện chết 3 người, khiến cho hắn không khỏi trở nên tự phụ, kiêu ngạo. Loại tự phụ này là kết quả do tin tưởng tăng quá nhiều, do đó khiến cho hắn quên mất sở dĩ mình có thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy có tu vi cao hơn mình đều không phải là dựa vào hết thảy thực lực tự thân, mà phần lớn là một dùng uy năng của vu bảo. Vu bảo trong tay hắn quá nhiều, uy lực quá mạnh, cho nên gặp phải vu sĩ tu vi cao cũng bị vu bảo của hắn khắc chế, bị chết vô cùng uất ức. Nhưng gặp phải cường giả chính đạo Nhạc Đông Dương này, cuối cùng làm cho hắn tỉnh ngộ hoàn toàn, biết mình chỉ sợ đã lầm đường lạc lối. Ta còn chưa hãm quá sâu, còn có thể sửa chữa được. Diệp Húc chấn tinh thần lên, hít vào một hơi thật dài, cầm Quy Linh Phục Ma đại trận và Thái Dương tinh phiên hết thảy tu hồi hết lại, bàn tay trần trực diện Nhạc Đông Dương, cường địch trước nay chưa từng có. Nhạc Đông Dương này chính là vu sĩ đích thực theo lời Ứng Tông đạo sư huynh nói, mà ta tự nhận mình cũng là vu sĩ chân chính. Như vậy, Diệp Húc nắm hai đấm lại, mỉm cười thấp giọng nói:
Như vậy, để ta kiểm nghiệm một chút xem thành quả trong thời gian này. Nhạc Đông Dương thấy thế, bật cười mà nói: Ồ, tiểu tử, người cứ tính toán bung tha, không trúng cử nữa hay sao? Hắn cười ha hả, toàn thân đều là tay, ngàn cánh tay ra một đám trưởng ấn. Quanh thân hắn, hơi hơi lay động, chấn làm cho liền nham thạch ở dưới đất vỡ ra. Ngàn trưởng ấn hóa thành ngàn đóa hỏa liên, tiến hóa đủ loại thần thông. Từ xa nhìn lại, hắn như một đóa hồng liên nở rộ, dòng sông trên đỉnh đầu gợn sóng rầm rộ. Hắn quát lớn, dường như đang niệm một loại âm luật kỳ lạ. Khí thế lập tức cao lên, thẳng người đánh tới Diệp Húc. Sóng khí bị thân hình dấy lên không, không ngờ làm cho nham thạch dưới nền đất chen chúc đến méo mó, trùng điệp ầm ầm mà đụng vào nhau. Vạm kiết bất không, liên hoa thánh pháp. Tiểu ma đầu tinh cung, ngươi được chết dưới liên hoa thánh pháp của ta, cũng nên kiêu ngạo đi thôi. Nhạc Đông Dương cười lớn, khí thế tăng vọt lên cực điểm, gạt bỏ nham thạch bốn phía. Uy thế tăng lên, khiến hắn thoáng như một thiên thần, phán quyết chúng sinh vậy. Khi Diệp Húc thu địa hỏa, đã dọc theo dòng sông dung nham này mà rời khỏi núi lửa, đi vào đáy biển, mà lúc này nham thạch dưới đáy biển bị khí thế của Nhạc Đông Dương áp bách, dường như biến thành đế giày vải, bị ép biến hình, ầm ầm một tiếng. Đáy biển nổi lên một khối, giống như đột nhiên xuất hiện thêm một ngọn núi nhỏ vậy. Cái loại vu pháp này dũng mãnh đáng sợ, vượt ra vu bảo bình thường. Ai cũng không ngờ được, trong những vu sĩ tham gia xem chiến ở trên Cổ Lãng Hải lại ẩn giấu một cao thủ đến như vậy. Cả Diệp Húc cũng không ngờ tới, khi Nhạc Đông Dương bùng phát toàn lực, uy thế lại khủng bố đến như vậy. Đây là vu sĩ chân chính, theo lời Ứng sư huynh nói, có thể cùng người như vậy giao thủ mới có thể nâng cao kiến thức tầm mắt của ta được. Diệp Húc chiến ý tăng cao, nhìn chằm chằm Nhạc Đông Dương đánh tới, khí thế của hắn từ từ nổi lên, giống như một ngọn núi đang im lặng nổi lên đến cực điểm, sẽ bùng nổ long trời lở đất. Ầm ầm. Ngọn núi nhỏ mọc lên từ đáy biển kia đột nhiên nổ ra, biến thành một ngọn núi lửa hoạt động, phun nham tương ra bên ngoài. Cũng là liên hoa thánh pháp cực nóng của Nhạc Đông Dương hòa tan nham thạch, hóa thành dung nham cuồn cuộn. Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, bức cho dung nham không có chỗ chút xuống, càng tích lại càng nhiều, nổ tung trên đỉnh núi, phun trào ra bên ngoài. Giờ khắc này, Diệp Húc cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, Nhạc Đông Dương còn chưa bước gần đã khiến cho hắn cảm giác được đau đớn từ thân thể truyền đến. Hiển nhiên là thân thể dung mãnh của kiểu chuyển nguyên công tầng thứ 9 cũng không thể ngăn cản được. Song đỉnh phá thiên địa. Diệp Húc vươn thân lên, trực tiếp đón đánh Nhạc Đông Dương, miệng thì quát lớn liên tục. Bên trong trăng sáng, hai khẩu đại đỉnh xoay tròn bay ra, kết lại một chỗ, bay lượn quanh thân của hắn. Khí thế trong nháy mắt cũng liền tăng vọt. Trong miệng của hắn tuôn ra lôi âm, thân như giao long, hai tay đột nhiên bắt lấy chân của hai đỉnh, lấy đỉnh làm chùy, hung hăng đánh tới Nhạc Đông Dương. Kiểu đỉnh vạn pháp yếu quyết và liên hoa thánh pháp, hai loại vô pháp tuyệt thế này lần đầu va chạm, đáy biển lập tức dâng lên một làn sóng vô hình, chụp dẹt ngọn núi lửa nhỏ vừa xuất hiện kia, vùi xuống biến thành một mảnh hư không, chỉ để lại một cái hố sâu trăm thước. Luồng nước ngầm trong đáy biển quay cuồng, nước biển nhanh chóng điền đầy hố sâu kia. Song đỉnh phá âm dương. Đáy biển truyền đến tiếng quát lớn của Diệp Húc, lại có hai khẩu âm dương đại đỉnh lao ra, hòa lẫn với thiên địa nhị đỉnh, lại đụng cùng một chỗ với liên hoa thánh pháp của Nhạc Đông Dương. Nhạc Đông Dương đau đớn kêu lên một tiếng, ngàn cánh tay quanh thân lập tức bị phá nát, liên hoa bảo ấn cũng bị đánh cho rách tung tóe, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Từ khi hắn theo Viêm Dương Hổ Lô thoát vây mà ra, liền lao thẳng đánh Diệp Húc, thậm chí lấy liên hoa thánh pháp phong ấn đại chu thiên tinh đấu trận đồ của Diệp Húc. Hắn không nghĩ đến dưới tình huống như thế Diệp Húc còn có thể trở mình được. Ngũ đỉnh phá ngũ hành. Diệp Húc ánh mắt bình tĩnh, chín khẩu đại đỉnh liên tục lao ra từ vầng trăng sáng, khí thế long trời lở đất. Trong nháy mắt, mặt biển phạm vi 10 dặm này đều gió êm sóng lặng, mặt biển không sóng. Nhạc Đông Dương không khỏi nhìn chằm chằm vào chín khẩu đại đỉnh bay lượn xung quanh Diệp Húc, trầm giọng mà nói: "Lợi hại, không nghĩ tới ta coi thường ngươi. Nói vậy, đây chính là vu pháp ngươi chiếu theo kiểu đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ gia Trung Châu sáng chế ra. Ta từng may mắn được chứng kiến kiểu đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ gia rồi, cực kỳ bá đạo, chấn áp vạn pháp. Mà loại vu pháp này của ngươi lại còn độc đáo hơn, gia tăng lực phá hoại của kiểu đỉnh đi theo một đường khác." Bớt sảng hồn đi. Diệp Húc trong mắt tinh quang chớp động, vươn thân lên, phản thủ vì công, bức hướng Nhạc Đông Dương. Kiểu đỉnh nâng hắn lên, khí thế của hắn hoàn toàn được triển khai, châm chân dẫm lên kiểu đỉnh giống như một pho cổ Phật thật lớn, mang theo uy năng vô cùng khủng bố, chấn áp xuống Nhạc Đông Dương. Hắn không động còn tốt, hắn vừa động,
mặt biển vốn bị chấn áp, trời yên biển lặng kia lập tức trở nên cuồng bạo, giống như một chảo dầu sôi, sôi sùng sục, từng làn sóng biển dâng cao mấy chục thước, mênh mông mà tràn trề. Sóng lớn cuồn cuộn, giống như không biết bao nhiêu con cự thú đang làm mưa làm gió ở dưới đáy biển, hung ác đến cực điểm. Uy năng vu pháp bắn khai sáng ra có thể hoàn toàn triển khai, chỉ dựa vào chiêu thức đấy, hắn có thể chân thân trở thành vu sĩ tông sư đương thời, cũng đủ để mà kiêu ngạo. Nhạc Đông Dương sắc mặt không đổi, mỉm cười nói: "Người rất mạnh, nhưng so với ta, ngươi còn kém hơn một bậc kìa." Dưới chân của hắn, một đoán liên hoa cực lớn dâng lên. Nhạc Đông Dương khoanh chân ngồi trong hoa sen. Hắn lên tiếng nói: "Hôm nay ta liền cho ngươi biết vô thượng diệu pháp của đại phạm âm lôi tự ta." Liên hoa bảo tọa, vạn kiếp bất không. Vô số cánh hoa sen đỏ rực mọc lên từ trên liên hoa bảo tọa, nhẹ nhàng bay xung quanh thân hắn. Những cánh hoa sen đó, mỗi một cánh đều tạo thành vô số phù văn, hơi hơi lay động liền bộc phát ra một luồng uy năng nhàn nhạt. Những phù văn đó huyền ảo vô cùng, dường như trong mỗi một phù văn đều chứa một đoạn tin tức khổng lồ, có thể biến hóa ra đủ loại vô pháp. Vô pháp của ngươi là phá vạn pháp, mà liên hoa bảo tạo của ta cũng xưng là hợp vạn pháp, được xưng là vạn kiếp bất không. Nhạc Đông Dương thần sắc ngạo nghễ, dòng sông trên đỉnh đầu, chân nguyên cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong liên hoa bảo tọa, thôi phát uy năng của vô pháp đến lớn nhất. Hắn cười lạnh mà nói: "Để ta xem ngươi có thể phá vỡ liên hoa thánh pháp của ta hay không đây." Kiều đình rút cuộc cũng cùng với liên hoa bảo tọa mà đụng vào nhau, lập tức trên mặt biển quay cuồng kia nổi ra một cái bao tròn thật lớn, diện tích vài dặm, giống như một bóng nước vô cùng khổng lồ nổi lên mặt biển, cũng là bị uy năng của hai loại vô pháp va chạm lẫn nhau mà sinh ra, đẩy nước biển ra, hình thành dư âm uy lực. Quả bóng nước cực lớn này càng lúc càng cao bay lên trời, rốt cuộc thế năng suy kiệt, ầm một tiếng nện xuống, rơi vào trong biển. Thậm chí hải ngoại tiên các ở xa mấy trăm dặm cũng có người nhìn đến dị tượng này. Không ít người nghĩ đến trong biển có vu bảo thượng cổ xuất thế, định đi tới tầm bảo. Diệp Phúc và Nhạc Đông Dương đồng thời phóng lên cao, từ dưới biển lao ra, quần áo của hai người đều rách nát, chật vật đến không chịu nổi. Lỗ tai của Diệp Phúc chảy ra hai vệt máu, trong huyết thầu tràn ngập mùi máu tươi, mặt trăng trên đỉnh đầu cũng bị rách tung tóe, chín khẩu đại đỉnh đều đã hỏng. Hắn khẽ động tâm niệm, từng khẩu đại đỉnh tiến vào trong trăng sáng, giây lát liền tự chữa thương. Trong ngọc lâu truyền đến sức sống bừng bừng, tự động chữa trị tổn thương trên thân thể của hắn. Tuy nhiên, trên mi tâm của hắn vẫn còn có một dấu ấn hình hoa sen như trước, cũng là bị Nhạc Đông Dương lấy liên hoa thánh pháp phong ấn lại, khiến hắn không thể nào thi triển đại chu thiên tinh đấu trận đồ được. Mà Nhạc Đông Dương cũng không dễ chịu hơn, khóe miệng đổ máu, liên hoa bảo tọa cũng đã rách tung tóe. Nhưng chân nguyên của hắn thâm hậu hơn Diệp Phúc rất nhiều lần, dễ dàng liền chữa trị bảo tọa, khí thế vẫn như trước không thay đổi, vẫn khủng bố đến như vậy. Diệp Phúc không khỏi cực kỳ hâm mộ hắn ta, đối thủ như vậy mới là cao thủ chân chính, giao chiến với người như thế, tu luyện mới có thể không ngừng mà nâng cao bản thân được. "Nhạc huynh, thực lực của huynh khiến người ta khâm phục mà, vũ pháp của tiểu đệ còn có mấy chiêu nữa, mời chỉ điểm." Diệp Húc hít một hơi thật dài, tinh quang trong mắt chớp động, từng khẩu đại đỉnh cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, uy năng dần dần tăng lên. Kiểu đỉnh vạn pháp yếu quyết của hắn, mỗi lần cắn nuốt một khẩu đại đỉnh, uy năng liền trực tiếp tăng lên, khí thế càng ngày càng khủng bố, còn hơn hồi nãy mấy lần. Nhạc Đông Dương sắc mặt kịch biến, chỉ thấy những đại đỉnh đó cắn nuốt chỉ còn 3 khẩu. 3 khẩu đại đỉnh đó đang định dung hợp lẫn nhau, cái loại uy năng khủng bố này, ngay cả hắn cũng thốt nhiên thất sắc, tự biết tuyệt đối không tiếp được một chiêu này của Diệp Húc. Hơn phân nửa sẽ bị hắn đánh tan liên hoa bảo tọa, giết chết mình tại chỗ. Hắn vội vàng thoát thân liền đi, giống như một cầu vồng biến mất ở phía chân trời, e sợ cho Diệp Húc đuổi theo. "Tiểu ma đầu tinh cung, ta còn có việc, ngày khác sẽ tự lên tinh cung khiêu chiến với ngươi vậy." Không qua bao lâu, Nhạc Đông Dương liền bay ra hơn 100 dặm, bỏ xa Diệp Húc, thầm nghĩ: "Thật khủng bố, thật sự là khủng bố mà. Không nghĩ tới đệ tử tinh cung lại có nhân vật lợi hại như vậy, dung hợp kiều đỉnh vô hoàng quyết với vô pháp của hắn ta, phát triển ra vô pháp bá đạo đến như vậy. Cho là trong đại phạm luân tự của ta cũng không có mấy vô sĩ có trình độ cao thâm đến như thế đâu." "Không, không đúng." Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, dừng chân lại, kêu lên: "Không đúng, cực kỳ không đúng rồi. Kiều đỉnh vô hoàng quyết của hắn ta không đầy đủ, sao có thể chứa được lực lượng cuồng bạo đến như thế? Nếu như kiều đỉnh của hắn dung hợp lại một chỗ, chắc chắn sẽ phá nát tại chỗ thôi, không có chút lực công kích nào cả." Hắn thông minh tài trí hơn sang người thường, lập tức hiểu được lúc đấy Diệp Phúc cũng không nắm chắc là sẽ thắng được mình,
chỉ phô trương thanh thế. Nếu thật sự động thủ, lấy tu vi tâm hậu của bản thân thêm cả liên hoa thánh pháp, hẳn là có thể ngăn cản được tam đỉnh hợp nhất của hắn ta. Lấy loại uy năng khủng bố của vô pháp của hắn, tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng cực kỳ kinh người. Ta lại phong ấn tinh đấu trận đồ của hắn ta, khiến hắn không thể bổ sung chân nguyên được. Chiến đấu đến cuối cùng, phần thắng của ta vẫn lớn hơn một chút kìa. Nhạc Đông Dương quay đầu nhìn về phương hướng Diệp Húc có chút chần chừ, cuối cùng lắc đầu mà rời đi, thầm nghĩ: ta bị vô pháp của hắn dọa chạy, dù sao khí thế cũng yếu hơn hắn một bậc rồi. Hiện giờ nghĩ đến điểm mấu chốt rồi trở lại, cho dù có thắng cũng chẳng hề có thể diện gì cả. Thôi được rồi, ngày khác chờ ta học xong toàn bộ kiểu đại chân ngôn, sẽ tự mình lên tinh cung đường đường chính chính mà đánh bại hắn ta. Trên mặt biển, Diệp Húc tán đi kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết, nhìn Nhạc Đông Dương rời đi, thầm nghĩ: lấy tài trí của người này, qua không lâu nữa sẽ hiểu ra thôi, biết rằng ta sẽ phô trương thành thế. Thế nhưng lấy sự tự phụ của hắn, hơn phân nữa là không có thể diện để trở lại rồi. Hắn lẻn vào đáy biển, đánh xuyên qua mạch đất, tìm đến dòng sông Dung Nham ở dưới nền đất, tìm được Viêm Dương Hổ Lô, thu vào trong ngọc lâu của mình, thầm nghĩ: đại phạm lưu âm tử đến thật cùng là nơi nào, thật không ngờ lại có loại vu pháp mạnh đến như vậy. So với nội tình Hoàng Tuyển Ma Tông ta, chỉ sợ còn thâm hậu hơn. Chẳng lẽ trong chính đạo tồn tại giống như tam cung kia sao? Vu pháp của Nhạc Đông Dương cực kỳ tinh diệu, thật không ngờ phong ấn trận đồ trong mi tâm của ta, khiến ta không có bảo vật lợi hại, cũng không cách nào thi triển ra được, chỉ có thể đánh bừa với hắn ta thôi. Mi tâm Diệp Húc một đóa liên hoa ấn đỏ rực che mắt dựng thẳng lên, khiến cho con mắt đó khép kín, không thể phóng thích đại chu thiên tinh đấu trận đồ chứa trong tử phủ được. Đóa hoa sen này là chân nguyên của Nhạc Đông Dương ngưng tụ mà thành, ẩn chứa mấy ngàn phù văn rất nhỏ tổ hợp cùng một chỗ, dường như là một chỉnh thể có sinh mạng của chính mình vậy, cực kỳ tinh diệu, không ngừng lấy chân nguyên trên người Diệp Húc bổ sung cho bản thân, khiến cho uy năng của hoa sen không đến mức cạn kiệt. Đây là một loại thủ đoạn hàng ma, những cao thủ chính đạo xưa nay đều lấy loại thủ đoạn này mà trấn áp tà ma. Nhưng tu vi của Nhạc Đông Dương còn không tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nếu là tu vi của hắn đạt tới đẳng cấp của đám người như Yến Công Thượng, hoa sen ra liền có thể phong ấn cả người Diệp Húc lại. Cơ, đến đây. Diệp Húc giơ tay một cái, Thái Dương Tinh Phiên rơi vào trong tay. Cây đại kỳ này bị chân nguyên của hắn làm dịu, thu nhỏ lại như kim may, từ từ đâm vào mi tâm, xuyên phá đám hỏa liên hoa kia, mặt cờ hơi hơi chuyển động. Thái Dương Chân Hóa, luyện hóa phong ấn. Hắn hít một hơi thật dài, lập tức trên mặt cờ trào ra Thái Dương Chân Hỏa rất nhỏ, thiêu đốt đóa hoa liên kia, không ngừng luyện hóa phù văn cấu thành hỏa liên. Chỉ nghe mi tâm của hắn truyền đến tiếng nổ vang rất nhỏ, giống như tiếng nến cháy nổ phát ra. Qua không lâu, phù văn tạo thành hỏa liên bị Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa, đốt sạch sẽ. Liên hoa ấn trên mi tâm của hắn càng lúc càng mờ, cuối cùng liền biến mất. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, con mắt kia mở ra, lập tức tác động chu thiên tinh lực, mênh mông cuồn cuộn hạ xuống, hội tụ vào trong mi tâm của mình. Thế gian này, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thiên tài xuất hiện lớp lớp, các loại vu pháp nhiều vô số kể. Nếu như lần sau gặp được cao thủ vu pháp như Nhạc Đông Dương, ta lên đối kháng như thế nào với phong ấn của hắn ta đây? Hắn lao ra khỏi mặt biển, chỉ thấy xa xa không hề ít vu sĩ bay tới, cũng là nhìn đến dị tượng trên biển, định tới tầm bảo. Diệp Húc không lưu tâm, bay đi hướng Hoàng Tuyển Ma Tông, thầm nghĩ: ta cũng thật là quá ỷ lại chu thiên tinh đấu trận đồ, sau khi trận đồ bị phong ấn rồi liền có chút bó tay bó chân, cái này cũng không phải là hiện tượng tốt. Tốt nhất là tìm được một kế sách vẹn toàn, khiến các cao thủ vũ pháp khác không thể phong ấn trận đồ của ta được. Diệp Húc nhíu mày suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra đối sách gì. Đại chu thiên tinh đấu cấm điển chỉ là cấm pháp tản thiên, rất nhiều kỹ xảo mấu chốt đều không hề ghi lại. Nếu có thể bắt cô nàng tinh cung kia mang theo một cái roi ra, rồi cẩn thận tra khảo cô ta, đạt được diệu pháp của tinh cung, cái kia thì liền vô tư rồi. Đáng tiếc, cô ta bản lĩnh so với ta lại cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn phân nữa là ta sẽ bị bắt mang theo roi ra, cẩn thận tra khảo lai lịch tâm pháp của ta kìa. Những vô sĩ chạy đến tầm bảo, từ xa nhìn thấy Diệp Húc rời khỏi mảng hải vực kia, lập tức có người quát to: tiểu tử kia, đứng lại. Diệp Húc làm ngơ tiếp tục đi hướng bắc, rất nhiều vô sĩ đuổi giết đến, có người kêu lên: chư vị, kiện bảo vật trong biển kia chắc chắn là bị tên tiểu tử này đoạt đi rồi. Tiểu tử, ngươi mau bỏ trọng bảo lấy được trong biển ra đây, ta sẽ tha cho ngươi không chết kìa. Sao, còn dám đi ư? Những vô sĩ đó cho rằng Diệp Húc đã tới trước một bước cướp bảo vật trong biển đi, vội vàng mà đuổi theo, lại không biết tình hình khủng bố kia là dị tượng khi Diệp Húc và Nhạc Đông Dương giao thủ, vu pháp va chạm mà sinh ra. Có người nhịn không được từ xa tới khởi vu bảo,
đánh hướng Diệp Húc. Thêm nhiều người nữa thi triển vu pháp, đi vội 10 dặm lấy vu pháp oanh kích Diệp Húc. Ở Quỳnh Hải Hải Vực trước nay đều là nơi vũ sĩ giao chiến, xảy ra chuyện giết người cướp của là chuyện quá bình thường, bởi vậy những người này không kiêng nể gì cả. Hơn 10 đạo vu pháp vu bảo gào thét đánh tới, thanh thế cực kỳ lớn. Nhân bảo kim luân phía sau Diệp Húc dâng lên, bên trong kim luân đen kịt kia thiên cổ bảo tràng hơi lay động, lập tức hơn 100 con tứ sĩ kim tàm gào thét bay ra một đường mà gặm qua. Tất cả vu pháp vu bảo đều không bỏ qua, bị những con kim tằm đó ăn hết vào trong bụng. Mấy trăm con kim tằm kia như hổ giữ bầy cừu, xông vào trong đám người đại khai mà sắp giới. Trong khoảnh khắc liền có 3-5 người bị giết. Diệp Phúc quay đầu nhìn thoáng qua thầm nghĩ: những cái người này bản lĩnh không cao, không có đối thủ đáng để chú ý, chỉ tới đưa công đức cho ta mà thôi. Cái loại đệ tử danh môn đệ phái như Nhạc Đông Dương này dù sao cũng là số ít, có thể gặp mà không thể cầu được. Đột nhiên hai con kim tàm mất cảm ứng, Diệp Phúc trong tâm khẽ động, tinh quang trong mắt lóe ra. Sao, chẳng lẽ còn có cao thủ ư? Ánh mắt của hắn quét tới đám người, chỉ thấy những vũ sĩ đó loạn hết cả lên, không có cường giả đặc biệt đáng để chú ý. Lại có một con kim tàm nữa mất đi cảm ứng, hiển nhiên là bị người ta ra tay xử lý. Diệp Phúc tìm kiếm ở khắp nơi, rốt cuộc phát hiện dị trạng, chỉ thấy trong đám vũ sĩ có một gã đàn ông trung niên tế khởi một khẩu đan đỉnh trong suốt như bạch ngọc, trong bình bắn ra một loàng bạch quang tinh tế như sợi tóc, lại cực kỳ sắc bén, giảo động như linh xà. Luồng bạch quang này dường như rất là mềm mại vậy. Người đàn ông trung niên kia tu vi không cao, chỉ mới là hạo nguyệt kỳ. Khẩu dương chi bạch ngọc vào bình kia dựng trong vầng trăng sáng, bạch ngọc từ trong trăng sáng bắn ra dài hơn 10 gạo, uốn lượn du động. Nếu như vu bảo bình thường, vu sĩ hạo nguyệt kỳ có thể tế ra 6-7 dặm, hiển nhiên là bảo bình nặng đến kinh người. Lấy tu vi của người này không thể tế ra bảo bình, chỉ có thể đặt trong vầng trăng sáng kia bảo vệ quanh thân. Xoẹt xoẹt, luồng bạch quang kia xẹt qua, lại cắt đứt một con tứ sĩ kim tàm. Thân thể kim tàm cực kỳ cứng chắc, được Diệp Húc cùng công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tế luyện, phòng ngự thậm chí vượt xa vu bảo bình thường. Cho dù là vu sĩ dùng chân hỏa đốt cũng không thể làm chúng nó bị thương một chút nào được. Thật không ngờ bị luồng bạch quang kia cắt qua liền giống như đậu phụ vậy. Cái luồng bạch quang này rốt cuộc là thứ gì đây, không ngờ sắc bén đến như thế. Diệp Húc tức giận hừ lên một tiếng, từng khẩu đại đỉnh bay ra, trong đỉnh truyền đến vô số tiếng rồng ngâm phương hót. Chỉ thấy trong số những con dị thú từ trong miệng đỉnh bay ra, đủ các loại dị thú bay lượn múa may trong không trung gào thét bao phủ những vu sĩ kia. Diệp Húc đặc biệt chăm sóc người đàn ông trung niên kia, lấy hơn 100 con yêu thú dị chủng nghiền đè lên người hắn ta. Tên kia thất kinh, bạch quang cắt qua lại không chịu được số lượng yêu thú do chân nguyên của Diệp Húc hóa thành quá đông, giết không hết, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn vừa chết, luồng bạch quang trong bảo bình kia lập tức rút về trong bình, từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Húc giơ tay bắt lấy bảo bình, cánh tay hơi chầm xuống, suýt nữa thì đã tuột tay. Ồ, thật là nặng. Trọng lượng khẩu bảo bình này quả thực tương đương với một ngọn núi lớn, khó trách người đàn ông trung niên kia không thể tế khởi bảo bình. Những vô sĩ khác đã bị kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết cùng hàng trăm con kim tàm giết chết. Còn có 6-7 người thấy không ổn, đã sớm chạy trốn hướng xa xa, tránh thoát một kiếp nạn. Diệp Húc cũng không đuổi giết đám vô sĩ đấy, mà là cẩn thận quan sát khẩu bảo bình này. Chỉ thấy bảo bình dùng ôn ngọc vạn năm mà luyện chế mà thành, tính chất cực kỳ cứng rắn. Nhưng giá trị của ôn ngọc vạn năm cũng không phải là vô cùng cao, không được coi là bảo vật đặc biệt thần kỳ. Diệp Húc nhận thấy trong bình có một luồng bạch quang chạy khắp nơi như có sinh mạng. Tên đàn ông trung niên kia chính là tế khởi luồng bạch quang này giết kim tàm của hắn mà không tốn nhiều sức. Luồng bạch quang này rốt cuộc là cái gì đây? Diệp Húc lấy công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tế luyện bảo bình một lần, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy luồng bạch quang kia từ miệng bình chậm rãi du ra, hơi hơi lay động. Hắn đưa tay sở hướng luồng bạch quang kia, đột nhiên đầu ngón tay chuyển đến đau đớn, chỉ thấy đầu ngón tay của mình vừa chạm tới luồng bạch quang này liền bị cắt ra một miệng vết thương, ngay cả nguyên công của hắn cũng không ngăn cản được. Luồng bạch quang này không ngờ là một khối kim loại. Diệp Húc hoảng sợ vội vàng rút tay về, không dám sở tiếp nữa. Khoáng vật mà có thể luyện chế vu bảo chia ra làm cửu phẩm: tinh thiết, bách luyện tinh cương, huyền thiết, thiên ngoại huyền thiết, vạn năm huyền thiết, thâm cốc thiết tinh, thiết mẫu vạn năm, kim tinh khí, rồi ngũ hành kim khí. Chẳng lẽ luồng bạch quang này chính là kim tinh khí hay sao? Thế nhưng mà luồng bạch quang này quá nhỏ, dù có dài đến 11-12 thước nhưng có vẻ là quá ít đi. Gom lại thành một khối có khi còn lớn không bằng một giọt nước mưa. Kim tinh khí ít như vậy thì có thể làm được gì đây? Những bảo vật hắn từng nhìn thấy qua tuy nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên
nhìn thấy loại thiên tài địa bảo như kim tinh khí này. Loại trọng bảo hiếm có ít gặp này, cực kỳ hiếm có, chính là tài liệu luyện bảo vô thượng, dù là đại phái như Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không cất chứa đến nhiều mấy những loại bảo vật này. Kim tinh khí cực kỳ hiếm có, loại khoáng vật này có linh tính, chỉ có khoáng vật như thiết mẫu vạn năm mới có thể dưỡng dục ra được. Một ngọn núi thiết mẫu vạn năm có thể dưỡng dục ra kim tinh khí nhiều nhất là tầm một nắm tay. Người đàn ông kia không biết từ nơi nào kiếm được kim tinh khí nhỏ như sợi tóc này, lại không thể tế khởi, chỉ có thể đặt trong bình, phạm vi uy lực chỉ tầm 10 thước, rất là bị động. Nhưng với Diệp Phúc mà nói, không cần phải thế, nguyên thần của hắn cực kỳ hùng mạnh, chân nguyên cũng tương đối hùng hậu, đủ để có thể tế khởi kim tinh khí này, tập kích hơn 20 dặm. Ít kim tinh khí như vậy, quả thật không thể luyện vu bảo được, chỉ có thể luyện thành một sợi bạch tuyến. Tuy uy lực không lớn, nhưng được cái là sắc bén, nếu như dùng tốt, cũng là một kiện bảo vật không tồi. Nếu có duyên đạt được thêm nhiều kim tinh khí nữa, lại dùng để luyện chế vu bảo sau vậy. Diệp Phúc trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông, hạ thẳng xuống trong tinh chủ đại điện trên quan tinh phong, lập tức mở đại chu thiên tinh đấu trận đồ ra, bao phủ cả ngọn núi. Chu thiên tinh lực từ trên trời giáng xuống, ào ào không ngừng chảy vào trong tinh đồ. Hiện giờ khả năng sắp tinh lực của tấm trận đồ này đã gấp trước đây 200 lần. Trước đây xiềng xích hạn chế tu vi tiến cảnh của hắn cuối cùng đã không cánh mà bay. Chỉ thấy trên quan tinh phong từng ngôi sao cực lớn từ từ chuyển động, làm cho quan tinh phong trở thành một thế giới kỳ quái. Diệp Phúc há mồm nuốt chửng tinh lực, dường như biến thành một con cự thú thượng cổ, há to miệng cắn nuốt tinh lực. Tuy nhiên sau một khắc sau, trong vầng trăng sáng trên đỉnh đầu của hắn kia đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, bỗng nhiên vọt lên ra khỏi kim vân nho nhỏ, lập tức kim vân tản đi chiếu rọi hư không, giống như trăng sáng chân chính chiếu rọi vậy. Diệp Phúc trong lòng không khỏi vui mừng, trăng sáng nhảy ra kim vân, cái này nghĩa là hắn cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh giới lúng ta lúng túng này, mà trở thành vu sĩ hạo nguyệt kỳ chân chính. Hạo nguyệt kỳ thì còn xa mới đủ, trong hàng ngũ đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông này, chỉ sợ hiện giờ chỉ có một mình ta vẫn là cảnh giới hạo nguyệt kỳ. Ta thân là chủ nhân của một phong, nhân vật cấp trưởng lão, tu vi đương nhiên không thể quá yếu được, nếu không sẽ bị kẻ khác khinh thường mất thôi. Diệp Phúc thầm nghĩ, 10 năm sau quan tinh phong ta cũng phải thu đồ đệ, nếu sư phụ ta đây tu vi còn không cao bằng đệ tử, chẳng phải khiến cho người khác chê cười hay sao? Nhưng tu vi quan trọng, kiểu chuyển nguyên công tầng thứ 2 cũng quan trọng, cũng không thể buông tha được. Hắn lấy tâm pháp kiểu chuyển nguyên công tầng thứ 2 ra, cẩn thận mà đọc, chỉ thấy kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ 2 tên là Chân Hỏa Tôi Kim Thân cũng chưa làm kiểu chuyển, tuy nhiên càng thêm tinh tế hơn so với tầng thứ nhất. Lúc trước khi hắn tu luyện tâm pháp tầng thứ nhất đến đệ bát chuyển, nguyên công liền không tự chủ được xuất hiện phù văn rèn luyện thân thể hắn theo quy cách tu luyện vu bảo, mà tâm pháp tầng thứ 2 này là lấy chân hỏa rèn luyện thân thể, đem chân nguyên của vu sĩ hóa thành chân hỏa dung nhập vào trong tóc da, cẩn thận tiến hành rèn luyện, so với tâm pháp tầng thứ nhất lại càng thêm tinh diệu, càng thêm biến thái. Diệp Phúc nghiên cứu thấu đáo tâm pháp cuốn thứ 2 xong, không khỏi nhăn mặt lại, lẩm bẩm mà nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nguyên công tầng thứ nhất chỉ dùng nguyên khí rèn luyện thân thể, tầng thứ 2 quả nhiên chỉ dùng chân nguyên hóa thành chân hỏa. Lấy kinh nghiệm từ trước của ta, tốc độ ăn chân nguyên của môn tâm pháp này tuyệt đối không hề chậm so với trước đây. Cũng may hành trình tới hải ngoại tiên các lần này của hắn lấy được 1.500 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, cho dù tốc độ cắn nuốt của kiểu chuyển nguyên công mãnh liệt như thế nào, hắn cũng có thể chịu được, ít nhất có thể tu luyện xong môn tâm pháp tầng thứ 2 này. Diệp Phúc khẽ động tâm niệm, vầng trăng sáng trên đỉnh đầu lập tức biến thành một quả cầu lửa thật lớn, tản ra hơi nhiệt kinh người, cũng là đem tất cả chân nguyên hóa thành chân hỏa. Đây là bản lĩnh mà vu sĩ hạo nguyệt kỳ mới có thể thi triển, có thể tùy ý đem chân nguyên hóa thành chân hỏa, trăng sáng biến thành liệt dương. Đại đa số vu sĩ dùng loại bản lĩnh này để luyện chế vu bảo, mà hắn lại dùng để rèn luyện thân thể. Diệp Phúc khoanh chân ngồi, thân thể nhẹ nhàng bay lên, nhập thẳng vào trong mặt trời chói chang kia. Chân hỏa hực nung đốt thân thể của hắn, chân nguyên của hắn so với vu sĩ bình thường lại càng thêm ngưng thực. Khi hóa thành chân hỏa, nhiệt độ cực cao, lúc đốt cháy thân thể còn có chút cảm giác không chống đỡ được. Diệp Húc vội vàng vận chuyển nguyên công, thân hình lập tức trở nên vừa khô vừa gầy. Chỉ thấy chân hỏa kia dường như biến thành những sợi tơ rất mảnh, từ lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn, lại theo huyết mạch chảy khắp toàn thân, ngấm vào kinh mạch huyết quản, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chân hỏa đó thiêu đốt. Toàn thân Diệp Húc nóng hầm hập, giống như một người sắt nung đỏ lên, khiến hắn có một loại cảm giác là bất cứ lúc nào cũng có khả năng đốt cháy. Lúc này nếu có người có được một đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấu được cơ thể Diệp Phúc, sẽ phát hiện ra lúc này tâm can
tỳ, phế, thận, tràng dạ dày, đảm tạng, phổ của hắn giống như biến thành những bếp lửa nhỏ, không ngừng có chân hỏa tiến vào chui ra. Thậm chí, ngay cả những hạt nhỏ nhất trong huyết dịch cũng có chân hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Đan điền của hắn lại biến thành một lò lửa lớn, hừng hực thiêu đốt. So với những thủ đoạn ma hỏa luyện chân thân của Chu Bất Quần cũng có vài phần tương tự. Nhưng ma hỏa luyện chân thân của Chu Bất Quần là dựa vào uy năng của Vu Bảo để rèn luyện thân thể, mà hắn lại là biến cả người thành một cái lò lửa, so với ma hỏa luyện chân thân còn tinh diệu hơn. Chân hỏa của hắn không ngừng bị cơ thể cắn nuốt, chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. Diệp Phúc lập tức vận chuyển Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh, dẫn dắt thiên tinh lực cuồn cuộn không ngừng hóa thành chân nguyên. Trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ của hắn đã có một tòa trận pháp cỡ trung, tinh lực nối liền không dứt, vô cùng vô tận, không hề phải lo lắng tinh lực không theo kịp tốc độ tu luyện của hắn, thậm chí là còn dư thừa, khiến tu vi cảnh giới của hắn tăng nhanh như trước, tốc độ không hề chậm chút nào. Tại Hải Ngoại Tiên Các, Tuần Ngọc Chiếu lúc này cũng đang tránh trong một tiểu viện hội tụ Chu Thiên Tinh Lực chữa thương. Nàng ta bị vô pháp của Đông Hoàng Mục từ xa đánh đến, bị thương khá là nặng. Mà Tả Nguyên Lưu đứng cách đó không xa, nôn nóng bất an đi đi lại lại, đi tới đi lui. Tính tình của hắn nhanh nhẹn, hắn không quá an phận. Phạm Linh Phổ đẩy cửa vào, đi thẳng hướng Tuần Ngọc Chiếu. Tuần Ngọc Chiếu lập tức đứng dậy, cẩn thận nhìn hắn, cười lạnh mà nói: "Phạm huynh, ngươi tới làm cái gì?" Phạm Linh Phổ lơ đánh cười nói: "Hiện giờ ta cũng bị Đông Hoàng Mục làm cho trọng thương, còn có thể làm gì được đây? Lần này lão tử tới đây là để nói cho ngươi biết, đã tra được người mua tinh thần nguyên tử tinh thạch rồi. Người đó tên là Diệp Húc, tử thiên mạch Hàn Nguyệt Cung, thật là hồ đồ. Nghe hắn ta là đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung ngươi, thật không ngờ cái đó là đệ tử mới của Hoàng Tuyền Ma Tông. Không biết từ nơi nào học được tâm pháp tinh cung, định dùng tinh thần nguyên tử tinh thạch để luyện chế trận đồ kìa." "Ồ, thì ra là vậy." Tả Nguyên Lưu lập tức nhảy dựng lên, hắn cười lạnh nói: "Hoàng Tuyển Ma Tông sao lại biết tâm pháp Chu Thiên Tinh Cung ta đây? Đáng chết, thật đáng chết mà. Tiền đó giờ ở đâu rồi, để ta đi giết nó." Phạm Linh Phổ nhíu mày, hừ lạnh mà nói: "Lão tử cũng không phải nô tài của tinh cung các ngươi, cái loại việc này còn muốn lão tử hỏi thay các ngươi hay sao?" Hắn cười ngạo nghễ nhìn Tả Nguyên Lưu rồi cười gằn nói: "Tiểu tử thối, ngươi nhớ cho rõ, lão tử muốn ngủ cùng sư tỷ ngươi, không phải là với ngươi. Nếu ngươi còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với lão tử liền bóp chết ngươi kìa." Tả Nguyên Lưu bị hung uy của hắn chấn nhiếp, khẩu khí bị kiềm hãm, không dám nói lời nào. Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên nói: "Cái loại chuyện nhỏ này quả thật không cần làm phiền đến Phạm huynh. Ta từng có giao tình với Ngụy Không Sơn, Ngụy sư huynh, chờ thương thế lành rồi sẽ mời hắn ra mặt, tự mình đến Hoàng Tuyển Ma Tông thăm hỏi, gặp Diệp Phúc kia một lần." "Ngụy Không Sơn sao?" Phạm Linh Phổ cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi nói: "Thằng nhãi này dám đoạt đàn bà với ta sao? Nó chết chắc rồi." "Sư tỷ, cái tên khốn kiếp này thật quá kiêu ngạo mà. Chờ đệ tu vi thành rồi, kẻ đầu tiên phải giết chính là hắn ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Nguyên Lưu xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tuần Ngọc Chiếu mỉm cười: "Không sao, Phạm Linh Phổ cực kỳ tự đại, hơn nữa là cái loại nhu nhược luôn thuận theo ta, người như thế giữ lại hữu dụng hơn là giết đi." Tả Nguyên Lưu trong mắt chuyển động, cười khanh khách mà nói: "Sư tỷ, tên Ngụy Không Sơn kia là ai vậy?" "Người này luôn thuận theo ta, thực lực lại không mạnh, nhưng bố hắn lại là một nhân vật lợi hại, chính là phong chủ linh chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, tên là Ngụy Hiên." "Ngụy Không Sơn thuở nhỏ liền do Ngụy Hiên dạy bảo, thẳng đến 30 tuổi mới thông qua đại tuyển của Hoàng Tuyển Ma Tông trở thành đệ tử Ma Tông, được lão ta thu vào làm môn hạ." Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên cười, bách khoa thất sắc, hạ giọng mà nói: "Nếu không phải bố hắn là Ngụy Hiên, người như thế ta cũng mặc kệ. Này, hắn cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng, chắc chắn khi hắn nhìn thấy ta, nhất định sẽ làm ra cái mặt ghê tởm, mọi cách mà lấy lòng. Nhưng vì trận đồ của sư đệ, ta liền gặp hắn vậy." Thời gian như thoi đưa, Diệp Phúc ngồi trong đại điện tinh chủ, đỉnh đầu thì treo trận đồ chân hỏa luyện kim thân, đồng thời lại lấy thái dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần. Thấm thoát đã qua nửa năm. Nửa năm này, tu vi của hắn tăng vượt bậc, bất ngờ tiến vào cảnh giới Hạo Nguyệt lục phẩm, một vầng trăng sáng càng phát ra thật lớn. Vũ sĩ Hạo Nguyệt kỳ bình thường, trăng sáng chiếu cao nhiều nhất chỉ tầm 4-5 thước, mà trăng sáng của hắn đã gần 20 thước. Còn nhiều hơn người khác không ít lần, chân nguyên hùng hậu đến cực điểm, không hề kém vũ sĩ Hỗn Nguyên kỳ. Cửu chuyển nguyên công của hắn tu luyện đến đệ tam chuyển. Chân nguyên được chuyển hóa thành màu đen,
làm cho vầng trăng kia cũng trở thành một mảnh đen xì, treo trên không trung, nhìn như một cái hố đen thật lớn, cùng với nhân bảo kim luân của hắn có vẻ có chút kỳ dị. Cửu chuyển nguyên công chính là tâm pháp chấn giáo của tiểu quang minh thánh địa đại hán, tuyệt học chính đạo, đường đường chính chính, bị hắn luyện thành kỳ dị như thế cũng là kỳ tích. Người nào là Diệp Thiếu Bảo vậy, đi ra đây. Diệp Phúc đang đánh sâu vào hạo nguyệt lục phẩm, đột nhiên nghe một thanh âm, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của vài nô bộc quan Tinh Phong thật cẩn thận mà cười nói: Ngụy công tử, Diệp lão gia đang bế quan, người ngoài không thể quấy rầy, còn mời Ngụy công tử ngày khác lại tới. Ở trước mặt ta cũng có phần cho nô tài như người nói chuyện hay sao? Người muốn chết ư? Bịch. Diệp Phúc nghe được tiếng một vật nặng ngã xuống đất, trong lòng vừa động, đi ra đại điện tinh chủ nhìn, chỉ thấy một vũ sĩ trẻ tuổi áo tím kiêu căng đứng ở nơi đấy, một thi thể nằm ở dưới đất. Những nô bộc khác cực kỳ hoảng sợ, đều quỳ rạp xuống đất, bò rạp ra không dám đứng dậy. Mà phía sau thanh niên áo tím kia còn có một thiếu nữ tuyệt sắc, quần áo hoa mỹ động lòng người, mỉm cười nhìn hết thảy. Bên người thiếu nữ, một thiếu niên 11-12 tuổi hưng phấn nhìn thi thể trên mặt đất, hoa chân múa tay, vui sướng cười nói: Ngụy sư huynh quả là khí phách mà, loại nô tài này lại dám cãi lại, đánh chết còn quá tốt cho nó rồi. Thanh niên áo tím kia cười ha ha, nhìn đến Diệp Phúc ngạo nghễ mà nói: Ồ, người chính là Diệp Thiếu Bảo ư? Cái giá thật lớn, lề mề nửa ngày mới đi ra. Hắn mỉm cười nói: Mau, giao đại chu thiên tinh đấu trận đồ ra đây, cùng kính tặng cho tần cô nương bên cạnh ta đi, thiếu gia ta sẽ đối đãi tốt với ngươi kìa. Diệp Phúc nhìn thi thể dưới chân hắn ta, kinh ngạc thất thần. Người trẻ tuổi nằm ở đó đúng là người hầu mà lần đầu tiên hắn đi vào quan Tinh Phong đã dẫn dắt hắn đến đại điện tinh chủ. Quỳ xuống, dập đầu bồi tội với thi thể kia. Cái tay người đánh chết hắn, tự mình chặt xuống. Niệm tình ngươi cũng là đệ tử Thánh Tông, ta tha chết cho ngươi. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn thanh niên áo tím, nhẹ giọng mà nói. Thanh niên áo tím kia nghe vậy thì ngẩn ra, thất thanh cười: Khiến ta quỳ xuống dập đầu bồi tội với một tên nô tài, còn muốn ta tự chặt một tay sao? Ta không nghe nằm đấy chứ. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi thẳng đến phía trước cách Diệp Phúc một khoảng, hừ lạnh mà nói: Dám nói chuyện với ta như vậy, người có biết cha ta là ai không? Sau đó hắn cười ngạo nghễ: Cha ta chính là phong chủ Linh Chủ Phong, trưởng lão Thánh Tông Ngụy Hiên, mà ta chính là thiếu phong chủ Linh Chủ Phong Ngụy Không Sơn kìa. Diệp Phúc cẩn thận suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói: Không nghe nói qua, chàng ngươi rất nổi danh hay sao? Tuy rằng hắn gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông đã được một năm, nhưng với chuyện của Ma Tông vẫn biết rất ít, chưa từng nghe qua thanh danh của Ngụy Hiên. Sao, ngay cả cha ta ngươi cũng không để vào mắt sao? Ngụy Không Sơn giận dữ đi hướng Diệp Phúc, một tòa ngọc lâu 6 tầng dâng lên trên đỉnh đầu, một tòa ngọc đỉnh nhấp nhô. Hắn cười lạnh nói: Diệp Thiếu Bảo, ta biết ngươi là phong chủ quan Tinh Phong, bái sư thái thượng trưởng lão Vệ Chăn, địa vị cũng cực cao, về lý ta còn phải ngươi gọi ngươi một tiếng sư thúc kìa. Nhưng có lẽ ngươi không biết, ngươi cái phong chủ này ở trong mắt những đệ tử Thánh Tông ta chỉ là một trò cười. Hắn bước đến từng bước rồi điềm nhiên nói: Ngươi tu vi không có, thế lực cũng không, ngay cả Vệ Chăn cũng đã chết rồi, không có ai chỉ điểm cho ngươi tu hành cả, không có một tòa linh sơn, không có một tên phong chủ, không ai làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi chỉ là một tên tán tu, một kẻ đáng thương không hơn. Tòa ngọc đỉnh trên đỉnh đầu của hắn hiện ra chút vầng sáng, ở trên vách tường từ từ lưu chuyển, rõ ràng là một vu bảo đã đặt tới cấp chấn giáo, lại bị phung phí dùng làm một lò đỉnh ngưng luyện nguyên đan. Ngọc đỉnh của hắn chính là Ngụy Hiên Linh Chủ Phong tự tay rèn. Nhập vào đó ngọc tủy của kim thạch lương ngọc cấp bậc thâm cốc thiết tinh, vô cùng kiên cố. Ngụy Hiên rèn khẩu bảo đỉnh này cho hắn, đó là kỳ vọng con mình có thể an tâm tu luyện, thuận lợi ngưng luyện ra nguyên đan. Nhưng Ngụy Không Sơn vẫn phụ kỳ vọng của ông ta. Tuy rằng có được ưu thế không ai có thể sánh bằng, nhưng hắn lại quá kém cỏi, tu luyện 11 năm đến nay mới chỉ là đan đỉnh tam phẩm. Ngụy Không Sơn phất tay áo, lãnh đạm nói: Người xem nô tài khắp quan Tinh Phong, ta muốn giết kẻ nào thì kẻ đó phải chết. Đừng nói là giết một, cho dù giết sạch, giết cả quan Tinh Phong ngươi, ngươi cũng có thể làm gì được ta đây. Trên đỉnh quan Tinh Phong, mấy trăm tên nô bộc quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, lại không dám đứng dậy. Tả Nguyên Lưu nhìn về phía tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ bao phủ trên không quan Tinh Phong, nóng lòng muốn thử, có vẻ rất muốn ra tay, cười nói: Hay, Ngụy đại ca nói rất hay, một kẻ không có bất cứ hậu trường gì, chỉ là một con chó con mèo, ai cũng có thể ức hiếp được, muốn nắm như thế nào thì liền nắm. Ngụy đại ca,
tấm trận đồ này ta lấy trước vậy. Hắn đang nhún người nhảy lên thu đại chu thiên tinh đấu trận đồ, lại bị Tuần Ngọc Chiếu kéo vạt áo lại, vội vàng quay đầu nhìn lại, nghi hoặc hỏi: "Sư tỷ, sao vậy?" Tuần Ngọc Chiếu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói: "Nơi này là Hoàng Tuyển Thánh Tông, địa bàn của Thánh Tông, còn không tới lượt chúng ta nhúng tay vào." Nàng ta quay đầu nhìn phía Ngụy Không Sơn, ngọt ngào cười nói: "Ngụy sư huynh, cái này là việc nhà của Thánh Tông các huynh, tiểu muội và tả sư đệ chỉ là khách thôi, không tiện tham dự vào. Sư huynh lấy trận đồ giao cho tiểu muội là được, tiểu muội nhận ân tình này của huynh, ngày khác mời huynh làm khách tinh cung." Ngụy Không Sơn mừng rỡ, nhu tình tràn ngập, chỉ cảm thấy ấm áp, mặt mày hớn hở mà nói: "Tuần sư muội yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy trong mắt ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay." Hắn ta lại nhìn hướng Diệp Phúc, điểm như nói: "Ta nói lại một lần nữa, giao đại chu thiên tinh đấu trận đồ ra đây, sau đó dập đầu bồi tội với ta, tự chặt một tay, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi một con đường sống kìa." Diệp Phúc mặt không chút thay đổi, dựng thẳng hai ngón tay lên, thản như nói: "Uy hiếp trưởng lão, dưới phạm thượng, xúc phạm quy củ thánh tông ta, chặt ngươi hai cánh tay, ngươi tự mình động thủ hay là khiến ta động thủ đây?" Ngụy Không Sơn ngẩn ra, dường như không thể tin những gì mình vừa nghe, hắn cười to: "Chặt hai cánh tay của ta, ngươi thật sự nghĩ ngươi đúng là sư thúc hay sao? Nếu ngươi không giao trận đồ ra, như vậy ta chỉ phải phế bỏ tu vi của ngươi, chặt rơi hai cánh tay của ngươi thôi." Hắn chắp hai tay sau lưng cực kỳ kiêu ngạo, tính toán khoe mẽ trước mặt ý trung nhân, được Tuần Ngọc Chiếu coi trọng. Tòa ngọc lâu trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên chấn động, vù một tiếng biến thành trăm thước, che phủ thẳng hướng vầng trăng đen xì trên đỉnh đầu của Diệp Phúc kia. Diệp Phúc mỉm cười, sát khí trong mắt dần hiện, đứng thẳng bất động, để mặc cho khẩu ngọc đỉnh kia hạ xuống. Hắn khẽ nói: "Động thủ với trưởng lão bản môn, ta chặt một chân nữa của ngươi. Nếu chính ngươi không động thủ, vậy thì ta đành phải tự mình đến vậy." Ngụy Không Sơn cười gằn, ngọc đỉnh ngang nhiên hạ xuống. Hắn kể to nói: "Sao, còn muốn chặt chân ta ư? Tiểu tử, hôm nay thiếu gia ta chẳng những phế tu vi của ngươi, giết cả Quan Tinh Phong ngươi, còn muốn chém đứt tứ chi của ngươi, cho ngươi biến thành nhân côn, chết đói trên Quan Tinh Phong này, làm giấc mộng sư thúc của ngươi đi." Ngọc đỉnh của hắn chấn áp xuống dưới, định cắn nuốt trăng sáng trên đỉnh đầu của Diệp Phúc, phế bỏ tu vi của Diệp Phúc trước. "Quỳ xuống cho ta!" Ngụy Không Sơn đột nhiên quát lớn, ngọc đỉnh cắn nuốt vầng trăng đen trên đỉnh đầu của Diệp Phúc kia tiếp tục chấn áp xuống dưới. Diệp Phúc không thèm để ý tới khẩu ngọc đỉnh kia, thân hình của hắn đột nhiên trở nên vừa cao lại vừa gầy, tứ chi khô gầy giống như một cây gậy trúc, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Khi hắn đứng yên tại chỗ, dường như là một thiếu niên nhu nhược, bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt hạ nhục được, nhưng vừa bước chân lập tức hiển lộ ra khí thế vô cùng bá đạo, như rồng như hổ. Hắn bước một bước ra, dường như không gian trên Quan Tinh Phong cũng di chuyển một bước về phía hắn, khiến cho đám người Tuần Ngọc Chiếu sinh ra một loại ảo giác, không gian chấn động. Thậm chí cả khổng ngọc đỉnh kia của Ngụy Không Sơn cũng không tự chủ được di chuyển về phía trước một bước. "Thân thể thật dũng mãnh, không ngờ có thể kéo động không gian như vậy." Tuần Ngọc Chiếu sắc mặt khẽ biến, thất thanh mà nói: "Là kiều chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa." Diệp Phúc một bước liền đến trước người của Ngụy Không Sơn, xương cốt quanh thân phát ra tiếng ầm ầm, giống như hắn động xương cốt một chút trong cơ thể liền chấn động mạnh, phát ra lôi âm khủng bố đến cực điểm. Kiểu chuyển nguyên công khiến thân thể của hắn dũng mãnh đến tình cảnh không thể tưởng tượng được, cả người tựa như một kiện vu bảo cấp chấn giáo vậy. "Quỳ xuống!" Diệp Húc đưa tay ra bắt một cái, căn bản không để cho Ngụy Không Sơn tránh né, liền bắt lấy đầu của hắn dùng sức nhấn một cái, liền ấn Ngụy Không Sơn phải quỳ rạp xuống. Diệp Húc sắc mặt uy nghiêm, một bàn tay ấn chặt hắn xuống đất, cười lạnh mà nói: "Một tên tiểu bối như ngươi cũng dám đến trước mặt chúng ta dạo oai. Ngươi, cái loại vũ sĩ đan đỉnh kỳ này, ta giết không biết bao nhiêu rồi. Mỗi một kẻ đều chết vô cùng thê thảm." Ngụy Không Sơn vừa giận vừa sợ, ra sức dãy giụa, bàn tay của Diệp Phúc lại không hề động đậy, giống như vài ngọn núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu của hắn. Hắn căn bản không có sức dãy giụa. Hắn ta liếc Tuần Ngọc Chiếu một cái, chỉ thấy ý trung nhân của mình đang ngơ ngác nhìn Diệp Phúc, chẳng hề quan tâm tới an nguy của mình, cũng không định ra tay. Hiển nhiên cô gái này chưa từng đặt mình ở trong lòng, không khỏi thẹn quá mà hóa giận, quát lớn một tiếng, ngọc đỉnh phủ xuống đầu, lạnh lùng mà nói: "Hôm nay thiếu gia ta luyện chết ngươi." Diệp Phúc làm như không thấy, nâng tay trái đánh ra phía trước, đánh vào phía trên phách tường ngọc đỉnh. Chỉ thấy khẩu vũ bảo cấp chân giáo này bị một trưởng của hắn đánh bay ra hơn 10 dặm, đụng vào một tòa sân cốc dưới chân Quan Tinh Phong. Trên phách tường đỉnh xuất hiện một dấu tay thật lớn: "Dập đầu cho ta!" Diệp Phúc
đè đầu hắn lại, hướng tới thi thể trên mặt đất kia. Ngụy Không Sơn không tự chủ được, dập đầu liên tục 3 cái, ngay cả mặt đất trên Quan Tinh Phong cũng đều bị dập ra hố to, đá vụn bay tán loạn. Tuần Ngọc Chiếu nhìn đến mắt đều thẳng. Tu vi của Diệp Húc bày ra như vậy, chỉ là hạ nguyệt kỳ, thế nhưng dùng tay không liền chế phục vũ sĩ đa đỉnh tam phẩm Ngụy Không Sơn kia, không hề có chút lực trả đòn nào. Tả Nguyên Lưu lộ ra hưng phấn, đang định vồ đến đánh lén Diệp Húc, Tuần Ngọc Chiếu cuống quyết ngăn hắn lại, lắc đầu mà nói: "Nơi này là Hoàng Tuyền Thánh Tông, chúng ta tuyệt đối không thể động thủ, nếu không cao thủ Thánh Tông sẽ tìm chúng ta phiền toái kìa." Nàng thở dài nói: "Ta vốn tưởng rằng Ngụy Không Sơn là một nhân vật có thể mượn tay hắn lấy tấm chất đồ này tới cho đệ, thật không nghĩ tới người mình nhờ vả lại tệ đến như vậy, thật làm ta thất vọng." Diệp Không Sơn máu tươi trên trán đầm đìa, máu chảy đầy mặt, lại bị nói như vậy, tức giận đến suýt ngất đi, kêu lên: "Họ Diệp kia, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta phải giết ngươi. Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, ngươi có biết không? Cha ta sẽ bẩm thay ngươi thầm vạn đoán." Diệp Húc làm như không nghe thấy, tới Khởi Ngọc Lâu thả Hồng Vi ra, ôn thanh mà nói: "Cắt hắn ra, tứ chi thì giữ lại làm phân bón, còn lại nhân côn thì ném xuống núi đi." Hùng Bi gãi gãi đầu, quay người đi vào Ngọc Lâu, sau một lúc lâu lấy ra một vu bảo hình đao. Hắn cười ha hả nói: "Lão gia, cái loại chuyện này Tiểu Hùng rất thông thạo, người cứ yên tâm đi, Tiểu Hùng cắt hắn cam đoan sẽ không chết ngay lập tức đâu." Ngụy Không Sơn sắc mặt trắng bệch, cả người run lên, rốt cuộc hoảng sợ trong lòng, run run mà nói: Đừng chặt ta, Diệp sư thúc, ta sai rồi, sư thúc tha cho ta đi, sư thúc à." "Diệp sư thúc, đừng vô động thủ." Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại sư huynh Hoàng Tuyển Ma Tông Vinh Lâm sắc mặt lo lắng, vội vàng mà đến. Cung Ngọc Nương cười ngâm ngâm đi theo phía sau của hắn, hai người hạ xuống trước mặt của Diệp Húc. Vinh Lâm khẽ thở ra, làm như không thấy hai đệ tỷ đệ Tuần Ngọc Chiếu, hắn vội vàng nói: "Diệp sư thúc có điều không biết rồi, Ngụy Không Sơn tuy là một kẻ ăn hại, nhưng cha hắn là Ngụy Hiên lại chính là một kẻ độc ác, ngay cả ta cũng cực kỳ kinh kỵ lão ta. Lão ta giờ bế quan ở Linh Chủ Phong còn chưa biết việc này, nếu như lão xuất quan rồi chắc chắn sẽ đến gây sự với thúc kia. Nếu như sư thúc cắt con hắn ta chính là thù lớn không thể hóa giải. Tuy rằng lão sẽ không động thủ trong phạm vi của Thánh Tông ta đâu, thế nhưng ra Thánh Tông rồi chắc chắn sẽ trả thù sư thúc, bởi vậy tiểu chất cầu một nhân tình, mong sư thúc thủ hạ lưu tình." Ngụy Không Sơn thở phào nhẹ nhõm, cười to mà nói: "Không sai, thực lực cha ta cũng là cao thủ đứng đầu trong các trưởng lão kia. Nếu người dám động vào ta, cha ta sẽ làm cho người chết vô cùng thê thảm." Diệp Húc làm ngơ, mỉm cười nói với Vinh Lâm: "Người nói cũng có lý, chỉ có điều không có quy củ sẽ không thành quy cách được. Nếu cứ thả hắn ra đi như vậy, chẳng phải bất cứ kẻ nào cũng có thể đến Quan Tinh Phong của ta gây chuyện, bất cứ kẻ nào cũng có thể động thủ với ta hay sao? Nhưng mà mặt mũi Vinh Sư Điệt thì vẫn phải cho vậy." Hắn suy nghĩ một lát, quay đầu lại nhìn về phía Hùng Bi, thản nhiên mà nói: "Hùng Phách Thiên, cắt hai tay một chân, để lại cho hắn một cái chân vậy." Vinh Lâm không đành lòng mà khuyên nhủ: "Sư thúc à, người làm như vậy thật sự sẽ cùng Ngụy Hiên sư thúc không chết không ngừng." Hùng Bi không đếm xỉa đến chuyện của hắn, chỉ biết nghe theo lời Diệp Húc. Diệp Húc khiến cho nó làm gì thì nó làm cái đấy, lập tức giơ đao chém xuống, liên tục 3 đao cắt Ngụy Không Sơn. Ngụy Không Sơn kêu thảm thiết không ngừng, không biết Hùng Bi từ nơi nào tìm được một khúc gỗ, nhét vào miệng của hắn nói: "Nhịn một chút là ổn, nhịn một chút là ổn thôi, ổn thôi." Lập tức vác cái tay một chân trở về trong Ngọc Lâu, nó cười ha hả nói: "Hey, tuy rằng hơi ít nhưng có thể trồng được thêm vài cọng hoa xinh đẹp rồi." Vinh Lâm thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu không nói gì nữa. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói: "Đại sư huynh, Ma Tông chúng ta ân để nón trả, nếu ai cũng cẩn thận như huynh thế kia thì còn tu ma đạo làm cái gì nữa. Tiểu muội nhìn những gì Diệp sư thúc đã làm, trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái, với hắn vừa yêu vừa hận kìa." Diệp Húc liếc lẳng ta một cái, chỉ thấy không ngờ cô gái này lại mặc thêm vài bộ quần áo, không thể hở hang như trước nữa, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn lập tức nhìn về phía Tuần Ngọc Chiếu và Tả Nguyên Lưu, thản nhiên mà nói: "Vị sư tỷ Chu Thiên Tinh Cung này lại dám cấu kết với đệ tử Thánh Tông ta tới gây sự với ta. Nếu ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ta tất sẽ trị tội các ngươi. Nhưng các ngươi nếu đã vào Quan Tinh Phong ta thì là khách, ta thân là phong chủ Quan Tinh Phong cũng không thể gây khó dễ với các ngươi được. Thôi được rồi, hai người các ngươi quỳ xuống, cúi lại 3 cái với thi thể người hầu này của ta, ta liền tha cho các ngươi rời đi." Tả Nguyên Lưu giận tím mặt: "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì vậy?"
Tuần Ngọc Chiếu cũng nhịn không được mặt đổi sắc, ánh mắt lóe ra sát khí hiển lộ. Bảo các ngươi quỳ thì các ngươi quỳ đi, sao phải nhiều lời như vậy? Vinh Lâm tức giận hừ một tiếng, khí thế đột nhiên phát ra. Thần uy thâm sâu, khủng bố đến cực điểm, cưỡng ép tu vi của hai người xuống, bức hai người bọn họ phải quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu ba cái thật mạnh, phất tay áo một cái, quăng hai người ra khỏi Quan Tinh Phong, cười lạnh mà nói: "Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung cũng dám đến Hoàng Tuyển Thánh Tông ta dạo ai? Châm ngòi quan hệ giữa các đệ tử Thánh Tông ta sao? Ta không giết các ngươi, đó là nể mặt Tinh Cung các ngươi rồi. Nếu ở ngoài mà gặp ta, chém chết không tha, tất cả cút hết cho ta." Tuần Ngọc Chiếu và Tả Nguyên Lưu vừa giận vừa sợ, sắc mặt tăm tối, lại tự biết vì đại sư huynh Hoàng Tuyển Ma Tông này tu vi sâu không lường được, lấy bản lĩnh của hai người bọn họ căn bản không có phần thắng nào, liền vội vàng xoay người liền đi. Trong vầng trăng sáng, trên đỉnh đầu Diệp Húc, một bàn tay to đen sì thò ra bắt lấy Ngụy Công Sơn, đã bị chặt thành nhân côn, ném đi ra thật xa, thản nhiên mà nói: "Hai vị dẫn theo người này tới làm khách Quan Tinh Phong ta, còn mong đem người này mang về." Tuần Ngọc Chiếu vội vàng tiếp lấy Ngụy Công Sơn, đã thấy Diệp Húc quay đầu lại, vừa cười vừa nói với Vinh Lâm, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nơi đây là địa giới của Hoàng Tuyển Ma Tông, trừ phi Tinh Đế Chu Thiên Tinh Cung tự mình đến, những người khác dương oai ở đây căn bản là đi chịu chết, chỉ phải oán hận rời đi, đi thẳng tới Linh Chủ Phong. Tới Linh Phủ Phong rồi, nếu như Ngụy Hiên biết con của lão rơi vào kết cục này, lấy tính tình của lão quái vật kia chắc chắn sẽ trút giận lên ta. Vẫn là ném Ngụy Không Sơn dưới chân núi, để hắn dùng một chân tự bỏ về núi thôi. Tuần Ngọc Chiếu ánh mắt lóe ra, thầm nghĩ ở trong lòng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 49 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.